Chào thầy và các bạn, sau đây em xin trình bày bài tập 7 là đo nhiệt độ và hiển thị lên LCD có hai cảm biến LM35 kết nối tại kênh 2 và kênh 5. Giá trị nhiệt độ đo hiển thị ở dòng một LCD. Khi có một kênh hoặc cả hai kênh quá nhiệt thì thông báo quá nhiệt ở dòng 2 cho biết kênh đang bị quá nhiệt. Nhiệt độ trên 35 độ được xem là quá nhiệt. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với phần lưu đồ. Đầu tiên ở phần lưu đồ là bắt đầu, sau đó chúng ta sẽ khai báo thư viện, hàm, định nghĩa các chân cần dùng. Sau đó là chuyển đổi ADC, đọc và gán giá trị cho hai kênh nhiệt độ. Tiếp theo là hiển thị hai kênh nhiệt độ thứ nhất và thứ hai ở hàng thứ nhất của LCD. Nếu mà nhiệt độ 1 và nhiệt độ 2 cùng lớn hơn 35 độ thì chúng ta sẽ hiển thị quá nhiệt T1 và T2 ở dòng thứ hai của LCD. Còn nếu chỉ có nhiệt độ 1 lớn hơn 35 độ thì chúng ta sẽ hiển thị quá nhiệt T1 ở dòng thứ hai của LCD. Nếu chỉ có nhiệt độ 2 kênh 2 lớn hơn 35 độ thì sẽ hiển thị quá nhiệt T2 ở dòng thứ hai của LCD. Nếu cả hai nhiệt độ kênh 1 và kênh 2 cùng bé hơn hoặc bằng 35 độ thì chúng ta sẽ không hiển thị gì hết. Tiếp theo đó là phần code của chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo các hàm, thư viện, tần số thực anh và định nghĩa các chân. Các chân các chân chúng ta sẽ định nghĩa các chân. Và tiếp theo đó là khai báo biến, là gồm nhiệt độ 1 và nhiệt độ 2. Tiếp theo là phần chính của chương trình. Thì chúng ta sẽ cài đặt cho nó xuất ra bọt E và bọt D. Rồi chúng ta sẽ khai báo cho khởi động con LCD. Rồi chúng ta sẽ cài đặt cấp xung cho con ADC. Sau đó là chúng ta sẽ chọn chọn bọt. Đó là kênh SA2N. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn kênh chuyển đổi, đó là kênh số 2. Delay 10 ms. Sau đó là sẽ cho đọc con ADC số 2.0246. Đó chính là độ chênh lệch, là chênh lệch độ phân giải của LM35 với điện áp mặc định. Tiếp theo là chọn kênh 5, cũng là delay 10 ms. Cũng như trên, đó là chúng ta đọc con ADC. LCD sẽ hiển thị ở dòng thứ nhất, ô thứ nhất, đó là nhiệt độ của kênh 1 và kênh 2. Nhiệt độ của kênh thứ nhất sẽ được hiện ở ô thứ sáu hàng dòng thứ nhất. Nhiệt độ của và nó sẽ có lệnh xuất ra. Tiếp theo là nhiệt độ của kênh thứ hai sẽ hiển thị ở ô 14. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ cho nó xuất ra. Nếu mà nhiệt độ của kênh 1 và kênh 2 cùng lớn hơn 35 độ thì nó sẽ hiển thị ở dòng thứ nhất, ô thứ hai, ô thứ nhất dòng thứ hai là quá nhiệt của kênh 1, kênh 2. Còn nếu chỉ có nhiệt độ của kênh 1 lớn hơn 35 độ thì nó sẽ xuất ra cái lệnh quá nhiệt kênh 1 ở
ô thứ nhất, dòng thứ hai, tương tự với nhiệt độ của kênh 2 nếu lớn hơn 35 độ thì nó sẽ hiển thị quá nhiệt kênh 2 ở dòng thứ nhất, ô thứ nhất dòng thứ hai. Còn nếu mà cả nhiệt độ của kênh thứ nhất và kênh thứ hai cùng bé hơn hoặc bằng 35 độ thì nó sẽ không hiển thị gì. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với phần mô phỏng. Ở đây thì đã nạp sẵn code cho chương trình, cho con bit. Cả hai con đều cùng 35 độ hoặc là dưới 35 độ thì nó sẽ không hiển thị gì. Nếu mà kênh 1 nó bằng 36 độ thì nó sẽ hiển thị quá nhiệt kênh 1. Còn nếu cả hai kênh cùng quá nhiệt thì nó sẽ hiển thị quá nhiệt kênh 1 và 2. Tương tự thì nếu kênh 2 quá nhiệt thì nó cũng sẽ báo quá nhiệt kênh 2. Và phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn lắng nghe.